giới thiệu cho mọi người, đây là động cơ 6D22 thủy. 6D22 ha, bao gồm cả hộp số. Mình sẽ quay tổng quan về cái máy D22 cho mọi người xem nha. Phần cục bô của máy. Máy D22 này công suất thì không có lớn, nhưng mà nhìn cái máy rất là to. Đây là cục đờ của máy nè. Tắc chớ của D22 luôn. Đây là bình nước ngọt. Mitsubishi. Nhìn cái máy rất là chắc chắn ha mọi người. Mình thích cái máy này lắm. Cho mình chưa có được sử dụng cái máy này. Thích cái máy này. Này hộp số thủy luôn, nguyên zin. Rất là đẹp. Máy này được mới sơn lại. Cái máy thủy nó có một cái đặc điểm hay, một cái là cái bình tắc kia của máy, gọi là cái bình mà đựng nhớt đó, của máy với hộp số là nó chịu đựng cả nguyên một cái máy luôn. Chúng ta không cần chân đỡ, chúng ta không sử dụng chân đỡ, nó khác. Cái máy thủy nó khác với cái máy xe là như vậy. Bất cứ một cái máy thủy nào, cái bình nhớt của máy là nó sẽ chịu đựng cả cái trọng tải của cái máy luôn. Bởi vì cái bình nhớt của máy nó rất là dày, và nó thiết kế của cái máy thủy là nó như vậy. Cái máy D22 thì công suất của nó không quá 250 mã lực. Nhưng mà cái thiết kế của máy rất là to, rất là chắc chắn ha. Rất thích là cái thiết kế, cái bờ thớ của cái máy D22. Bởi vì cái đồ máy của D22 nè, nó rất là dày, nó khác so với các cái dòng máy thủy, nó khác so với những cái dòng máy xe. Cái dòng máy xe thì công suất của máy thì nó lớn, nhưng mà cấu tạo của cái máy nó rất là gọn. Và những cái phụ tùng, những cái đồ của cái dòng máy xe nó rất là mỏng so với cái phụ tùng và các cái linh kiện của cái dòng máy thủy. Tất cả các cái thiết kế của cái dòng máy thủy thì rất là dày, rất chắc chắn, bờ thớ. Những anh em nào mà làm biển mà được sử dụng một cái máy thủy là cũng là một cái niềm vui, một cái sự gọi là đầy đủ, một cái sự đầy đủ cho cái người làm biển. Bởi vì cái dòng máy thủy so với cái dòng máy xe mà khi ráp xuống dưới tàu biển để sử dụng và ráp một cái máy thủy, thì cái máy thủy nó mắc tiền hơn cái máy xe rất là nhiều. Có cái mắc gấp 2, có cái mắc gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần tiền cái dòng máy xe là chuyện bình thường. Và tất cả các cái dòng máy thủy ở Việt Nam của chúng ta đa phần
đa phần hầu như hơn 95% của cái máy thủy ở Việt Nam chúng ta sử dụng trong vận hành tàu biển thì hầu hết là những cái máy bãi nhập bãi từ bên Nhật về ha. Hầu như xác sức mà khui thùng đập thùng của cái máy thủy từ bên Nhật về là chỉ 1-2% thôi. Đó là những con tàu dự án, những con tàu của nhà nước thì họ sử dụng cái máy thùng. Còn đa số cái vốn của bà con ngư dân tự sắm và tự làm là đa phần là cái sử dụng cái nguồn máy là máy bãi. Nói là máy bãi thôi nhưng mà thiệt sự là cái giá của những cái dòng máy thủy này là rất là cao chứ không hề rẻ. Thì những cái máy bãi của bà con ngư dân hiện nay dùng những cái máy 700-800 mã lực thì nó cũng dao động cái tầm giá tầm 700-800 triệu, 600-700 triệu rồi, 600-800 triệu là chuyện bình thường đối với một cái máy bãi công suất lớn, một cái máy thủy. Mình là làm biển nhưng mà khi gặp những cái máy thủy mình rất là mơ, rất là thích lắm. Cái cấu tạo của cái máy rất là đẹp, rất là chắc chắn, hợp số thủy. Mình xin kết thúc cái video tại đây ha. Thì trong quá trình đi làm của mình có gặp những cái máy nào đẹp, những chiếc ghe nào đẹp thì mình sẽ quay lại và đăng lên cái kênh của mình cho các bạn chúng ta vào xem để biết, để tham khảo thôi, chứ mình không phải là YouTuber hay YouTube chuyên nghiệp gì hết. Cho nên là những cái video mình đăng lên hầu như là nó chưa có được cái xử lý nhiều qua máy tính hay là những cái thiết bị đồ họa, bởi vì mình cũng là một cái người đi làm công lao động chứ không phải là một cái người chuyên về YouTube chuyên nghiệp. Cho nên là những cái thước phim của mình có thể là nó không phải là quá hay quá đặc sắc, nhưng mà những thước phim của mình là những thước phim mà thực tế quay lại trong cái công việc đi làm hàng ngày của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xin chào và tạm biệt mọi người.